Chị các bạn, hôm nay chị quay giới thiệu cho anh chị một chiếc Fortuner máy xăng một cầu 2018 anh chị. Xe gia đình nè. Anh chị nào muốn tìm một chiếc xe gia đình 7 chỗ gầm cao thì đến coi thử cái xe này nha. Để bây giờ chị sẽ đi dạo một vòng, quay từng chi tiết cái xe cho chị coi trước. Thì xe này là sản xuất 2018, xe nhập Indo 7 chỗ gầm cao nhập đó, 46.000 cây, nên cho anh chị coi cái vỏ xe nó còn vậy lắm. Vỏ là còn theo xe anh chị nha. Đây nè. Nè, đáp 18 nè. Đó, bốn cái vỏ là còn theo xe, gầm bọng là còn đẹp luôn. Xem nè, ngon, gầm bọng là còn đẹp, nước sơn xe nó liền là đó. Coi xe ngay tại Thủ Đức anh chị nha. Đây nè, cái này người ta gắn thêm nè đó nè, cái này là ốp chén cửa cho anh chị, là ron kính là cũng ốp cho anh chị nè đó, có che mưa cho anh chị luôn, có dán phim cách nhiệt đầy đủ. Như anh chị thấy cái dòng xe gia đình đó gì, cái nội thất này nó đẹp nha. Đây nó ghế nè, 46.000 cây, chuẩn cái km nha, chuẩn là siêu hãng cho anh chị luôn. Xe này là một chủ từ đầu luôn, người ta mua mới luôn. Cái thời điểm người ta mua là đang khoảng tầm 1,4 tỷ anh chị, không có rẻ đâu. Nè, sản xuất 2018 nhập Indo. Đó, nè, ghế chỉnh điện luôn nè. Đó, đây mở cái nắp capo lên luôn. Anh chị coi những cái phần vô lăng người ta bọc rồi nè, mở ra nè nó còn đẹp lắm, không có bị bong chóc gì hết đó. Đó, mở ra là còn đẹp luôn. Xe là cũng có lẫy số vô lăng nè, có ga tự động anh chị. Đó, mà có chìa khóa thông minh cái nút bấm nè. Đây, còn đủ hai cái chìa khóa cho anh chị luôn. Đó. Có khách hàng đã lên sẵn cho anh chị một cái màn hình Android cam lùi. Đó. Đây cần số nè, còn đẹp nè, ốp gỗ nè, ghế bên phụ nè. Dòng xe gia đình mà anh chị, 2018, hôm nay là 2024, là 6 năm mà chạy 46.000 cây nè. Chạy 46.000 cây thì tính ra đi coi 6 năm 4, vậy là một năm mà ta chạy chưa đến 10.000 cây luôn anh chị. Nè ghế tài nè, đó cái phần da này còn đẹp nè, tấp bi cửa cũng vậy nè. Đó đây, đó, chiều sẽ đi từ từ soi từng chi tiết cho anh chị coi. Anh chị nở xa đến coi đã mất thời gian luôn. Đây xe này còn đẹp lắm, nước sơn thì liền lạc anh chị. Đó nè, vỏ là còn theo xe nha, 2018, 46.000 cây vỏ còn theo xe. Đây nè, bánh xe dự phòng đây nè. Đó, chưa có sử dụng luôn anh chị, vẫn còn vết sơn luôn, mà gầm phía sau còn đẹp luôn nè. Dòng xe gia đình mà anh chị, như anh chị coi cái dàn ghế phía sau nè. Đó, thường là xe gia đình á, dàn ghế phía sau đó, ngồi rất là ít luôn, như mấy cái vân nè. Thấy không, mấy cái vân nè. Đó, bây giờ quay soi kỹ thật kỹ cho anh chị luôn. Anh chị nở xa đến coi là đỡ mất thời gian. Hàng ghế thứ ba là không có sử dụng luôn vậy nè. Đó, không sử dụng luôn. Thấy không? Đây nè, anh chị có cái phần nỉ nè, cũng còn mới nè. Tắp bi cửa phía sau ở bên trái cũng còn mới nè. Đó, chiếc xe thì vẫn còn đẹp nha. Nói chung là dòng mẫu mới này nó tiết kiệm xăng, nó không hao xăng như cái mẫu trước anh chị. Cái mẫu đời 2 Fortuner mà mẫu đời trước nó mới hao xăng. Cái mẫu này nó tiết kiệm xăng lại rồi. Đó nè, thì coi những cái phần nè, gác chân nè, không đó, còn đẹp lắm. Xe này khách hàng đi kỹ lắm anh chị. Một năm đi mà nói chung là 6 năm mà 46.000 cây, tính ra cũng một năm chưa tới 10.000 cây luôn vậy ha. Nè, đó nè, xe còn mới, rất là mới luôn anh chị. Giá chỉ có 770 triệu thôi anh chị, quá là hợp lý luôn, keo chỉ mọi thứ kiểm tra hết cho anh chị rồi. Nè, vỏ là còn tiêu xe, 5 cái nha, đảm bảo cho anh chị luôn. Đó nè, nước sơn xe nó liền lạc nè. Cái này người ta gắn thêm nè, cái này chỉ dán cái hai mặt thôi, không thích lộn ra. Đây, ghế bên phụ còn mới tinh luôn vậy coi. Nó khách hàng được cái người ta đi người ta kỹ gì, kỹ tính ha. Dòng gia đình có hai cái học đồ, học ở đây nè, học ở đây nè. Đó, tha hồ bỏ đồ luôn. Đó, tắp lô nè. Cái này xe này cũng cả số khung số máy sẵn cho anh chị rồi nè. Đó nè, vô lăng nè ha. Đó, mấy cái chi tiết da nè còn đẹp. Đây cần số cũng vậy nè. 46.000 cây, mấy cái gỗ này cũng còn đẹp nè. Ở đây có một cái học đồ chỗ gác tay này nữa. Có cân bằng điện tử đầy đủ nè. Đó, có hai chế độ lái Eco và Power. Nếu mà chị muốn mạnh mẽ, xe chạy mạnh hơn thì chạy Power, còn tiết kiệm xăng thì chạy Eco nha. Đây, tắp bi cửa ở bên phải nè. Đó, được cái xe này khách hàng người ta đi người ta kỹ á chị. Đó, nước sơn thì liền lạc ha. Ốp inox nè, ốp inox nè, ốp inox nè, ốp inox nè. Ở đây cũng ốp inox mấy cái đèn đây cho anh chị luôn. Đó, ốp inox đèn luôn. Đó, này, bật ga lăng inox luôn. Xe thì đẹp nè. Đó, 2018, một chủ từ đầu luôn, chạy có 46.000 cây à. Vì coi cái phần máy móc nè, động cơ 2.7, đi máy xăng thì nó im anh chị. Đây, ốc capo là chưa có tháo gì luôn nha, còn zin nha. Đó, ốc đèn này đó là vẫn còn zin luôn, khung xương là nguyên bản. Thì mua bán thì chiều cũng bao anh chị đi test hàng đổi máy. Đó, anh chị cảm thấy mua xe mà không an tâm, cứ đi test hãng anh chị. Đây, máy móc là còn nguyên zin hết, đảm bảo cho anh chị luôn. Cam kết là không bán xe cứng đụng, không bán xe ngậm nước nha.
Rồi cái chiếc Fortuner này cửa hàng đang bán giá chỉ có 770 triệu thôi. Xe được sản xuất là 2018, xe nhập Indo. Đó, xe máy xăng một cầu nha, động cơ là 2.7. Anh chị mà có quan tâm thì liên hệ Chiều đến coi xe thực tế. Chiều bớt thêm một chút nữa. Còn anh chị cần thêm thông tin gì về cái xe này á, chẳng hạn như là hình ảnh xe, cả vẹt đăng kiểm á, thì anh chị kết bạn qua Zalo của Chiều sẽ gửi cái thông tin xe cho. 770 triệu còn tương lượng còn bớt, đến coi xe, bớt thêm cho anh chị nha.